Anh cho em hỏi thêm là em thấy là xung quanh nhà mình có dán hình như các cái lá bùa anh nhỉ, thì có ý nghĩa gì không anh? Cái này thì thực tế là mình làm cho cung tử vi. Khi mình về già mới thì mình muốn dán ở đây để thông báo cho cái địa linh ở đất này cùng với tổ công là các hướng của gia chủ khi về nhà mới. Chứ không có cái gì khác cả. Cái này nó chỉ cần một thời gian ngắn các bạn có thể bỏ. Thời gian ngắn các bạn có thể bỏ, không ảnh hưởng. Mà các cái chữ đấy là ý nghĩa gì anh? Cái này nó gồm theo các hướng Các hướng thôi chỉ và đúng mỗi một hướng thì sẽ có một người ngự trị không? riêng biệt. Thì đây là một trong cái giới tâm linh thì mình tôn thờ cái hướng đấy là cái ông đấy để lên mà rồi và rốt cục đến cùng thì vẫn là chính chủ, vẫn là nằm ở cái bước ở giữa này Vâng. là chính chủ, Chính chủ tức là bốn cái bước kia nó sẽ phục tùng cái chính chủ này đấy. Thế thì nhà mới thì nên làm như vậy anh hay là như nhà nào? mới nên làm như vậy thì các bạn nên nhớ này, khi nhà mới nó còn là cái này, cái nhất cái khí huyết vẫn còn trong thời gian buổi ban đầu khoảng 3 đến 6 tháng sau cái điều kiện này, thì thứ nhất là khi các bạn về nhà mới thì các bạn cần dùng thứ nhất là ánh sáng nhiều lên để nó tăng cái dương khí, tăng dương khí. Và thứ hai, nếu như các bạn mà nhất là các bạn bây giờ các bạn đi công tác ở xa nó ít đi lại thì khi các bạn ra khỏi nhà thì nó hơi phản khoa học một chút, nhưng không nên tắt tuyệt đối điện để nó tăng cái dương khí trong phòng lên. Đấy. Tức là đi xa cũng không nên tắt điện. Không nên tắt điện, ta để lại một chút điện. À Các rồi bạn có rồi. thể là một cái bóng vòi nhỏ nho nhỏ để ngủ để nó tăng cái À dương khí và giữ rồi cái ok. dương khí ở trong nhà, nó không ẩm thấp nhà và trong nhà nó ấm mà mình không vào ngoài không bị vấp. Vâng. Cái thứ hai là cái khiếp nhất khi vào trong nhà mà cảm thấy bị lạnh và nhà không có dương khí, không dương khí thì thường nó mắc cái trạng thái là ốm nhưng không tìm ra bệnh. Đấy là cái mà người ta cần để mà khoa học dương khí. Đấy là cái cũng vậy. Và cái nữa là ở đây thì trong thời gian khoảng 3 tháng đầu khi các bạn về nhà mới thì không nên lột tất cả những cái đã dán ở như trên, sau 3 tháng các bạn có thể lột. Thế đây là điểm tâm cho tất cả các hướng và những người chủ trì của các hướng. Thật sự các bạn chỉ biết rằng là ông công là ông thổ công, nhưng thực tế ông này ông làm rất nhiều chức vụ khác nhau. Đấy, nên là các bạn cần nắm bắt được cái này thì ý muốn nói tất cả các dòng chữ kia thì người ta gia chủ là đã có nhã ý và có hướng tâm biết đến tất cả những việc đó, có thể chỉ dán một phòng khách thôi, còn tất cả những gia đình khác mà dán nhiều phòng lẻ khác là phạm húy, nó chỉ ở phòng khách phòng công đồng thôi chứ không nên dán là các ô lẻ của mình. Vâng. Đấy là các bạn này. Thế thì anh cho em hỏi thêm cái phần chiều cao nhà ấy, thì có lưu ý gì không anh? Cái chiều cao của nhà thì nó cũng tính theo chữ đỗ ba trực thuộc theo tử vi của chủ nhà. Từng ly luôn. Tử vi luôn. Rồi. Tức là ở đây anh vừa làm phong thủy Vâng. nhưng vừa áp dụng tử vi. Áp dụng tử vi giả sử như là có những người thì làm tròn số, có những người lẻ 5, người lẻ 3, người lẻ 8, người lẻ 2 chứ không nhất thiết phải lẻ ở trong đó. Đấy là những cái mà anh cố tình làm theo cái tử vi phong thủy nhưng lại làm tử vi. Như tuổi của anh thì đây là cao bao nhiêu anh? Như căn hộ này trực thuộc mộc thì anh đang làm chiều cao từ mặt này lên kia là ở đây nó đạt được tới 3m9 tròn. 39 tròn rồi. 39 tròn là có không đằng sau. Vâng. Có những tử vi thì có những số tròn đằng sau là làm tròn là đẹp nhất. Có những số thì lẻ một, có những người thì lẻ hai, có những người thì lẻ tám, người lẻ năm, chứ không nhất thiết cứ phải là như vậy. Này có thể là các em làm ở bên kiến trúc để tránh lỗi cho gia chủ và không lỗi cho chính mình thì có thể các em đi theo cái vạch đỏ mà được, nó không lỗi đâu cả, nhưng nó không tôn thờ, nó không đẩy được cái mà mình mong muốn cũng như gia chủ mong muốn. Giả sử như các em đi làm thì cái mong muốn thứ nhất của mình là mong cho gia chủ được hưng thịnh trường tồn, nó là cái để mình là những người muốn phục vụ, thì cái đó thì cái mà em cần phải để ý tốt về mặt phong thủy. Khi người ta hưng thịnh, người ta trường tồn thì các em mãi mãi trong lòng của người ta. Đấy, vậy nên là cần phong thủy là vì vậy. Khi đã đặt móng định hình phong thủy mà để làm thì mục đích chính đôi bên kết hợp để cho gia chủ đời đời trường tồn âm êm bền đức phúc vẹn toàn, thì kể cả những người kiến trúc và những người xây, những người giúp việc thì mãi mãi trong lòng của gia chủ, mà là trong lòng gia chủ thì chúng ta không lo bất chấp được cái phương diện. Vâng. Đấy là những cái mà chúng tôi làm nó mang cái kiến thức như vậy. Anh cho em hỏi thêm chút nào,
khi mà mình xác định hướng cửa chính ạ, thì mình xác định theo tâm đất, tâm nhà hay theo tâm của nhà? Lấy cửa chính theo tâm của nhà. Tâm của nhà, vì tâm của nhà khi lấy hướng thì lại phải lấy góc của nhà. Đấy. Lấy góc của nhà thì mới chia lấy tâm làm cửa chính. Cái này thì em phân tích lại cho em này. Cái câu hỏi này là em là cô gái rất là dễ dò, câu hỏi rất là sâu. Khi nếu như nói là ở chính này mà lấy theo tâm của nhà thì phía trước không được vướng tất cả những khác, thì ta phải lấy chính tâm, phải lấy lái, lấy lệch gì để tránh những cái nó không đang khó xảy ra. Đây là một cái mà rất nhiều người vô tình tính là cộng trừ nhân chia và nằm chính giữa là được, nhưng nhiều khi vô tình nó sẽ bị lỗi ở hoàn phong thủy ở phía trước. Lỗ ban có thể các bạn đúng, nhưng cái hướng thoát ở phía trước không có và các bạn sẽ không đạt được. Nên là cái quả thật. Hai nữa là có một cái nữa là nếu như về mặt phong thủy thì tỷ lấy hướng như vậy thôi, nhưng nó kèm theo tử vi thì ví dụ cái năm nay là nó nghiêng về cái mặt nào thì các bạn có thể lấy ghé bên nào nhiều hơn khi mình đọc máu. Đấy, chứ không phải là phong thủy không mà đã có hiệu lực. Đấy, các bạn phải biết rằng là đến bây giờ thì nó đúc kết tất cả về mặt phong thủy này, tử vi này, tướng pháp để đem lại tất cả những cái hương thịnh của cũng không cái gì ngoài cái lĩnh vực là khi làm cái nhà mong muốn là mình có lễ giàu cao đi hỏi hoặc đưa về một người vợ làm tròn bổn phận, làm vợ làm mẹ thì đời đời hương thịnh. Chứ một người vợ không hòa đến người đó thì đời không hương thịnh, tiền không giá trị. Đấy là những cái mà chúng tôi làm cái nhà mà có vợ vừa tử vi, có vợ không vị, nó phức tạp hơn so với cái nhà. Còn cái nữa là ở cái nhà này thì khi trước đây là một trong những cái địa lý đất nó trực thuộc khuôn viên chợ và không hài cốt ở dưới, nhưng lại đất có tả khí nên khí động thổ thì ở dưới này đã được xử lý bằng đá thạch anh. Đấy, như vậy là vừa rồi các bạn đã được nghe anh Lợi chia sẻ về yếu tố phong thủy. Thì anh Lợi ơi, nếu mà để mà làm sâu ấy, hiểu sâu thì chúng ta cần phải hiểu cả tử vi, tướng số và phong thủy nhé. Đúng không anh? Kết hợp cả ba yếu tố đấy. Nếu như các em làm sâu là cần bằng hai yếu tố đấy. Yếu tố thứ nhất là em phải nắm bắt được tử vi của chính chủ động thổ, và thứ hai là vợ và con cả của người này. Để thế hệ thứ hai thứ ba là luôn luôn trường tồn cùng với thời gian thì mình mới có cái vị trí đứng trong lòng của gia chủ. Theo anh trong nghề thì anh nhận thấy là những người mà để giỏi ba bộ môn này thì có nhiều không anh? Nhưng mà ít. Rất ít đúng không? Rất ít, vì ở đây tôi là một trong những người có thể ném một nét rất chung là thiên bẩm. Tức là làm nó phải có số đúng không anh? Tôi là thiên bẩm. À thiên bẩm. Thiên bẩm nói là không, cái thiên bẩm này thì các bạn có thể hiểu một điều đơn giản là thiên là trời, bẩm là bẩm sinh. Các là mình nó là cung thiên bẩm. Nên những người là cung thiên bẩm thì các bạn phải nhớ là có thể đọc một trang sách và người khác đọc cả quyển sách nhưng không có được kinh nghiệm. À. Vì ở đây tôi ngay từ tuổi 12, 13 tôi đã đam mê về tử vi, đi chăn bò ra ngoài chùa để đam mê về tử vi. Và khi lớn lên thì tôi có hỏi sư cụ là tại sao nếu như tử vi là chính xác, tại sao có những đứa trẻ sinh đôi cùng bố cùng mẹ cùng canh giờ mà chết một đứa còn một đứa không chết? Thì cụ có trả lời với tôi rằng là thứ nhất là do thất bản về sách nên không đạt được. Tôi vẫn tôn trọng câu nói này nhưng tôi đi học về tướng pháp, đi theo đuổi về tướng pháp. Thì ở trong cái cung tướng pháp này nó lại không liên quan đến tử vi. Cung tướng pháp thì nó lại liên quan đến hình thể, diện mạo, tố chất con người đó. Vậy nên các bạn phải để ý là có thể có những người học, ta không nói là không biết chữ, nhưng có thể học rốt hơn người khác nhưng lại làm quà. Người học giỏi chỉ là kẻ giúp việc. Đấy, như tử vi sẽ, các bạn sẽ biết được là đứa trẻ này sẽ là học giỏi, đứa trẻ này sẽ là học giỏi, nhưng tướng pháp nó sẽ quyết định được đứa trẻ nó sẽ làm quà. Đấy là những cái mà chúng tôi sau tôi đam mê theo về mặt tướng pháp. Vì cái tướng pháp thì nó có hai cái. Tướng pháp nó vẫn rơi vào cái từ đức năng thắng số nhiều hơn. Tướng pháp và môi trường sống quan trọng rất nhiều về hình ảnh. Đấy, cho nên là các bạn lưu ý cái mạng này. Sau cái việc đó thì tôi thấy nó vẫn chưa viên mãn. Tôi có hỏi sư phụ là tại sao nếu nói về tướng pháp là đúng, có những người diện mạo tướng pháp của họ rất đẹp mà sau cuộc đời của họ vẫn lầm than. Sư phụ có trả lời là trong điều kiện này nhân vô thập toàn,
Tức là sư phụ của tôi thì chuyên về tướng pháp không, không hỏi về tử vi. À. Cứ hình thể như vậy là rải cộng rộng nhân cao điểm quyết điểm đến cái lầu học rồi. Và tôi có nghe nói là ở trong vùng sông Bé có một người họ chuyên xem của bài Tây, tôi đã vào trong đó để học xem bài lơ khơ. Khi sau bài lơ khơ thì tôi khám phá ra một cái nữa, đó là thế giới hư ảo. Thế giới hư ảo trong thế giới tâm linh, đó là cái để quyết định, là những niềm đam mê cho tới ngày tôi vẫn chỉ là niềm đam mê, chứ không có nhanh ý để đi làm bất chấp hoặc là gì khác. Xong rồi xem đi. Vâng. Rất cảm ơn.